Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tôi xin trình bày trích đoạn của bác Trần Văn Kha, được tài liệu của Du Nguyễn tài trợ. Thì cái phần này nó rất là thâm thúy và rất là độc đáo đối với cái đạo Gia Tôn. Thật ra thì cái này nó cũng là lạ lùng gì đâu, nhưng mà biết thêm một chút thì nó vẫn khéo léo hơn chút. Chúng tôi cũng như gần như toàn thể dân chúng trên thế giới đều biết tới uy tín lớn lao của Ngài. Ngài ở đây là Ngài Phaolô, Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Và nhờ vào tài năng lãnh đạo của Ngài với sự hỗ trợ của nguyên Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nên Lech Wałęsa, người lãnh đạo công đoàn đoàn kết Ba Lan do Giáo hội Gia Tô La Mã đỡ đầu, đã lật đổ được chính phủ cộng sản Ba Lan của tướng Wojciech Jaruzelski, kéo theo sự tan rã của quốc tế cộng sản và Liên bang Xô Viết. Thành quả chống cộng vĩ đại của Ngài không ai là không biết. Chỉ tiếc rằng Lech Wałęsa, người con đẻ của Giáo hội La Mã mà Giáo hội hết sức hỗ trợ, chỉ cầm quyền được có một nhiệm kỳ 5 năm, từ tháng 12 năm 1990 cho đến trung tuần tháng 11 năm 1995. Thì một cựu đảng viên cộng sản Alexander Skwatnitsky, 41 tuổi, thay thế trong một cuộc phổ thông đầu phiếu. Tại sao? Sau đây là nhận định của Joseph Daladin, tác giả sách The Final Superstition. Ở Ba Lan, sự lo ngại đã gia tăng vì với sự sụp đổ của cộng sản và những cố gắng của Giáo hội để tái lập quyền lực truyền thống, dân Ba Lan đứng trước cái nguy cơ đánh đổi sự thống trị của đỏ sang sự thống trị của đen. Quyền lực truyền thống và sự thống trị của đen như thế nào mà dân Ba Lan lại sợ đến thế? Kính thưa Đức Thánh Cha, là những người dân sống dưới quyền lực truyền thống và sự thống trị của đen. Chúng tôi hiểu bằng xương máu sự thống trị ấy nó như thế nào. Một, dưới chế độ Gia Tô toàn trị Ngô Đình Diệm A trong địa phận của Linh Mục Tô Định Sơn ở tỉnh Phú Yên, Phật tử Nguyễn Chuyển, cán bộ Phật giáo xã, bị bắt lên đồn công an điều tra, mà trưởng ty là Vũ Văn Biên. Hôm sau người vợ linh hỏi thì được trả lời là đã tha rồi. Nhưng ngay hôm đêm hôm đó và trong 3 đêm liên tiếp, người vợ được chồng hiện về báo mộng là đã bị giết chết và chỉ chỗ chôn ở giữa một bụi cây dúi. Người vợ nhờ cậy bà con đến chỗ chỉ dẫn đào lên thì thấy hai người bị trói giật cánh khuỷu chôn cùng một chỗ, không còn thể chịu đựng được cảnh bắt người tra tấn dã man cho đến chết. Cả làng mang xác kéo nhau đến tòa tỉnh biểu tình. Tỉnh trưởng Phú Yên khi đó là trung tá Lê Ngọc Triển đã phải xin từ chức vì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã im lặng không giải quyết những tờ trình của ông về sự giết người dã man của linh mục để ép dân đổi đạo. Những tin tức nêu trên đó có đầy đủ chi tiết và tên của những người liên hệ nên không thể bảo đó là tin bịa đặt. Trong thời kỳ khủng bố ấy, từ năm 1955 đến năm 1960, ít nhất có 24.000 người bị đánh đập, có thương tích, 80.000 người bị xử tử hay bị giết chết, 275.000 người bị bắt giữ điều tra, người bị tra tấn, người không, và khoảng 500.000 người bị đưa vào trại tập trung hay trại giam. C. Chu Bằng Lĩnh trong sách Đảng Cần Lao, trang 133, ghi nhận số người bị tàn sát là 300.000 người, vì ông tính tới năm 1963, năm mà chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chứ không phải chỉ đến năm 1960 như Avo Bhattacharya nguyên văn như sau. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa đã bị cán bộ Cần Lao giết vì không chịu đổi đạo.
rồi vu cho là cộng sản phá hoại chế độ đã được kiểm kê vào các năm 1964, năm 1965 là 300.000 người. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, giáo hội của Đức Thánh Cha đã cướp đất chùa để xây nhà thờ. Đất để xây nhà thờ lớn Hà Nội là đất của chùa Tháp Bảo Thiên mà giáo hội Gia Tô La Mã đã chiếm đoạt của Phật giáo. Văn Sử Địa năm 1990 của Chu Văn Trình, trang 76. B. La Vang, nơi được tuyên truyền có Đức Mẹ hiện ra cách đây 200 năm, cũng là đất của một ngôi chùa làng, sách đã dẫn cùng trang. C. Cố trạch xây nhà thờ trên nền nhà của Đức Trần Hưng Đạo ở Thái Bình, sách đã dẫn trang 77. Nếu giáo hội của ngài bảo rằng đất xây nhà thờ lớn Hà Nội vân vân không phải là đất ăn cướp của chùa, thì chỉ có một việc rất giản dị là đưa ra bằng chứng. Ai đứng tên mua? Mua của ai? Mua bao giờ? Mua hết bao nhiêu tiền? Đấy, các con chiên hãy nghe cho rõ nha. Ai mua? Mua của ai? Ai đứng tên mua? Mua bao giờ? Hết bao nhiêu tiền? Kính thưa Đức Thánh Cha, đất đi ăn cướp thì làm gì có bằng chứng. Chúng tôi biết Đức Thánh Cha là người can đảm, đã nhận tội của giáo hội trong quá khứ và khuyến khích tín đồ sám hối lời ngài. Giáo hoàng John Paul đệ nhị nói rằng giáo hội Gia Tô phải đánh dấu năm 2000 bằng cách thú nhận tội lỗi của những người theo đạo Gia Tô La Mã trong nhiều thế kỷ, kể cả sự kỳ thị tôn giáo và vi phạm nhân quyền. John Paul nói rằng giáo hội phải tỏ vẻ hối tiếc sâu xa về sự yếu đuối của rất nhiều tín đồ nam và nữ. Những người này đã làm xấu mặt giáo hội. Tuân lệnh ngài, nhiều giáo hội địa phương như Guatemala, Hòa Lan, Pháp, vân vân đã công khai ngỏ lời xin lỗi và xin được tha thứ. Nhưng giáo hội Việt Nam thì không. Tín đồ Gia Tô Việt Nam của ngài luôn luôn cứng đầu, tìm cách xuyên tạc lịch sử và chối tội, luôn luôn hăm dọa, phỉ báng những người nào nêu lên tội ác của đạo Gia Tô đã được gây ngay chính ngài xác nhận. Điều này làm cho chúng tôi rất lo sợ, bởi vì nếu Việt Cộng bị lật đổ thì với sự hỗ trợ tiền bạc và thế lực quốc tế của giáo hội La Mã, chắc chắn một người theo đạo Gia Tô La Mã sẽ được bầu lên làm tổng thống, và lịch sử những tàn sát đẫm máu để ép buộc dân phải đổi đạo có thể lại tái diễn. Sự thống trị của đen đã chứng tỏ không kém phần tàn bạo hơn sự thống trị của đỏ. Đó không phải là ý kiến riêng của chúng tôi. Báo The Settler Times. Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 1994 đã nhận định như sau về ngài và giáo hội của ngài. Chính giáo hoàng cũng nên thú tội và sám hối vì đã viết cuốn sách tồi tệ vượt qua ngưỡng cửa hy vọng. Trong đó ông đã có những nhận xét ác ý về các tôn giáo khác. Rồi giáo hội La Mã cũng nên công khai thú tội, sám hối và xin lỗi dân Việt Nam vì đã tham gia vào việc xâm lăng và đô hộ Việt Nam của người Pháp, cũng như đã thất bại trong việc thống trị chế độ Gia Tô, toàn trị Ngô Đình Diệm. Sự viếng thăm Việt Nam của ngài có thể làm sống lại trong lòng người dân những tàn sát đẫm máu của chế độ Gia Tô toàn trị Ngô Đình Diệm, và việc giáo hội Gia Tô La Mã của ngài chiếm đoạt đất chùa để xây nhà thờ đưa đến những cuộc biểu tình chống đối mà hậu quả là xung đột tôn giáo có thể đẫm máu. Đó có lẽ là lý do không nói ra để Việt Cộng không chấp nhận lời yêu cầu của các giám mục Việt Nam mời ngài sang thăm. Số ra ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 1998 loan tin như sau. Việt Nam bảo không. Mặc dù có lời yêu cầu của các giám mục Việt Nam, nước Cộng sản không có kế hoạch mời giáo hoàng John Paul đệ nhị sang thăm viếng năm tới. Các giới chức nói thế hôm thứ Năm. Các giám mục đã hy vọng giáo hoàng có thể sang thăm vào tháng 8 để kỷ niệm 200 năm Đức Bà Trinh Đồng, gọi là Đồng Trinh, hiện ra ở làng nhỏ bé La Vang, Quảng Trị. Chắc ngài không thể quên được sự thất bại của ngài trong cuộc thăm viếng Nicaragua
tháng 3 năm 1983, được linh mục mài dòng tên Malachi Martin. Kể lại trong sách The Jesus chương Bible, Humi Lison, giáo hoàng bị làm nhục. Dân số Nika Rakua là 2,2 triệu, mà đa số theo đạo Gia Tô La Mã. Có lẽ đó là điều làm cho ngài hoàn toàn bất ngờ, vì ngài đã bị chính tín đồ của ngài đứng lên la ó phản đối. Linh mục dòng tên của ngài Malachi Martin bảo ngài bị làm nhục. Chiều ngày 4, ngài làm lễ ở quảng trường 19 tháng 7. Quảng trường hôm đó chật ních những người, có đến 600.000 người tham dự, nhưng không phải để hoan hô ngài. Trong khi ngài làm lễ đọc diễn văn, dân chúng hô khẩu hiệu la ó phản đối ác hẳn tiếng nói của ngài. Không ai nghe thấy ngài nói gì. Cuối cùng tức giận, mặt tái mét khi biết việc gì đang xảy ra, ngài đành phải bỏ dở bài diễn văn, không đọc hết. Khi lên máy bay ra về, phi công loan báo máy bay sẵn sàng cất cánh. Ngài còn bị giữ lại thêm 15 phút nữa ở dưới đất. Nicaragua một lần chót muốn báo cho ngài biết ai làm chủ ở đây. Sau hết, khi sự làm nhục cuối cùng đã chơi cho đến nút chót, đài phát thanh chính phủ nhấn mạnh với dân Nicaragua, giáo hoàng phải xin lỗi vì thái độ của ngài. Cuộc viếng thăm Nicaragua của ngài đã không được ơn trên phù hộ, cũng không có gì bảo đảm rằng ơn trên sẽ phù hộ ngài trong cuộc viếng thăm Việt Nam. Nếu có của ngài, vậy nếu ngài vẫn còn muốn vận động để Việt Cộng mời ngài sang thăm Việt Nam và để tránh bị chống đối như ở Nicaragua, chúng tôi thỉnh cầu ngài thú tội, sám hối và lên tiếng xin lỗi dân Việt Nam và khuyến khích giáo hội Việt Nam cũng làm như ngài. Được như thế, dân chúng Việt Nam và cả Việt Cộng nữa mới có thể an tâm hoan nghênh sự thăm viếng của ngài. Việt Cộng không còn lý do gì để tìm cớ thoái thác, tuyên bố chưa có ý định mời ngài. Như tin BBC sáng ngày 12 tháng 11 năm 1998 và báo The Register ngày 13, đài BBC trong bản tin cũng cho biết linh mục Nguyễn Như Thể trả lời cuộc phỏng vấn bảo rằng sự thăm viếng Việt Nam của giáo hoàng sẽ làm gia tăng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Về những âm mưu bí mật thì không ai biết, nhưng trên thực tế, khi muốn làm gia tăng uy tín của Việt Cộng thì giáo hội Gia Tô La Mã Việt Nam đã trở cờ từ đạo Công giáo chống cộng sang đạo Công giáo thân cộng. Tòa thánh Vatican đã nhiều lần âm thầm vận động để Việt Cộng chấp thuận cho ngài sang thăm viếng Việt Nam, nhưng đều bị từ chối. Nên lần này tòa thánh thử dùng một chiến thuật mới, công khai ồn ào vận động để Việt Cộng mời. Tin Việt Cộng mời đã được loan báo rộng rãi trước khi Việt Cộng chính thức đưa ra lời mời, với mục đích dùng dư luận để áp lực vào Việt Cộng, coi việc mời như là một chuyện đã rồi. Nhưng cái cách làm áp lực và ngôn ngữ sử dụng thiếu khôn ngoan. Ngài muốn được mời, Việt Cộng trả lời chưa có ý định mời. Thế là xong, họ không cần phải giải thích gì thêm. Vậy nên làm thế nào? Có lẽ tòa thánh chỉ nên vận động ngấm ngầm như vẫn làm, không công khai gì cả. Việt Cộng thuận hay không thì cũng chỉ có một số ít người liên hệ biết được, không bên nào mất mặt cả. Bây giờ xin thử tìm hiểu ý nghĩa của chữ mời. Khi mời ai đó đến nhà chơi, lo chỗ ăn, chỗ ở, bảo vệ an ninh, thì người mời và người được mời, hai người phải thân nhau. Không ai lại đi mời kẻ cướp vào nhà mình, trừ khi tên cướp ép buộc chủ nhà phải mời. Chắc chắn là giáo hoàng không ép buộc Việt Cộng phải mời, mà chỉ muốn thân thiện với họ thôi. Nếu ngài thân thiện với họ thì rõ ràng là ngài thân cộng. Như thế là trong hàng ngũ những người thân cộng mà tín đồ chống cộng cực đoan của Đức Thánh Cha vẫn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để sỉ vả trước khi đã có giáo hoàng Phaolô. Khi đã có giáo hoàng Phaolô thứ 6, bây giờ lại có thêm giáo hoàng Phaolô thứ 2. Khi giáo hoàng thân cộng thì tín đồ của giáo hoàng cũng đương nhiên thân cộng, chứ không lẽ họ lại chống Đức Thánh Cha của họ? Họ chỉ có chống cộng cò mồi để hỗ trợ cho những đòi hỏi của giáo hội mua vé giữ chỗ trước để lên thiên đàng, chứ không vì quê hương dân tộc.
Tội ác của đạo Gia Tô đối với Việt Nam thật rõ ràng. Nên nếu lương thiện thì tín đồ của giáo hoàng phải lên tiếng xin lỗi, chứ không phải chụp mũ thân cộng hay bị cộng sản giật dây. Thì những người vạch rõ tội ác của họ xuyên tạc bảo đó là âm mưu chia rẽ tôn giáo của Việt Cộng. Thế như thế, vừa đánh trống vừa ăn cướp, ai đã chia rẽ tôn giáo nếu không phải là đạo Gia Tô La Mã? Kinh Thánh có ghi rất rõ, ai dâng đồ cúng bất cứ thằng nào không phải Jehovah mà thôi thì đều phải tiêu diệt. B. Các con phải đạp đổ bàn thờ của chúng, phá tan những cây cột thiêng của chúng, cắt ra từng khúc những cây sào thiêng liêng của chúng. Các con không được quỳ lạy bất cứ một thằng nào, vì Jehovah có tên là ghen tương, là một thằng ghen tương. Kinh Thánh dạy tín đồ phải tiêu diệt những người không thờ thần Jehovah, phá tan những cơ sở tôn giáo không phải Gia Tô. Vậy khi tín đồ của Ngài đính chính không giết người để mở mang nước Chúa, không phá chùa cướp đất để làm nhà thờ, thì họ đã chối bỏ Kinh Thánh. Đó là điều mà những tín đồ Gia Tô Việt Nam của Ngài không bao giờ dám làm. Vậy thì đính chính họ có thể ngoan cố xuyên tạc lịch sử theo đúng truyền thống của giáo hội Gia Tô La Mã. Cộng sản xuyên tạc lịch sử và giáo hội cũng làm y như thế cho tới thời kỳ phục hưng. Trước những sự tàn sát dã man hàng trăm ngàn người để ép buộc phải đổi đạo, Hòa thượng Quảng Đức đã tự thiêu để đánh thức lương tâm của chế độ. Nhưng thay vì ăn năn hối lỗi, bà Ngô Đình Nhu noi theo truyền thống xuyên tạc lịch sử của giáo hội Gia Tô La Mã cũng đã lại chụp mũ cộng sản cho Phật giáo. Bà Nhu trong một cuộc họp báo thì bảo tất cả các sư đều là cộng sản, hay bị cộng sản lừa gạt, và những người đi biểu tình phải bị cảnh sát đánh 10 lần nhiều hơn nữa, và tôi sẽ vỗ tay cho một sự tự thiêu khác. Chỉ vì giáo điều ghi trong Kinh Thánh dân Do Thái có tội tập thể giết Chúa, nên 6 triệu người Do Thái đã bị hỏa thiêu. Bị lương tâm nhân loại chống đối, nên giáo hội Gia Tô La Mã đã phải sửa đổi Kinh Thánh để những người theo đạo Gia Tô La Mã không thù ghét người Do Thái. Tòa Thánh cũng đã thiết lập ban giao với Israel, và cũng chỉ là giáo điều Exodus 22:20 và 34:13 mà đã nảy sinh ra những tàn sát vĩ đại những dân thờ thần từ đỉnh núi Andes Tây Nam châu Mỹ tới tận cùng châu Phi và châu Á. Hai giáo điều trên vẫn còn tiếp tục gây ra những tàn sát dã man ở thế kỷ 20. 800.000 người ở Croatia, 500.000 người ở Rwanda, 300.000 người ở Việt Nam. Những giáo điều trên cũng là nguyên nhân thúc đẩy tín đồ của Ngài lợi dụng quyền thế cướp đất chùa để xây nhà thờ, để giúp cho những người theo đạo Phật chúng tôi không còn lo sợ tín đồ Gia Tô của Ngài giết người, phá chùa để xây nhà thờ. Kính xin Ngài 1. Triệu tập một hội đồng để nghiên cứu lại Kinh Thánh và xóa bỏ giáo điều Exodus nêu trên. 2. Nếu có một sự sửa đổi Kinh Thánh, kính xin Ngài ghi thêm vào Kinh Thánh lời thỉnh cầu sau đây: xét rằng đạo Gia Tô La Mã mới do Pháp truyền vào Việt Nam được từ 3-4 thế kỷ nay để xâm lăng cho dễ. Vì vậy, những người không theo đạo Gia Tô trước thời kỳ đó đều không có tội, vì không có ai bảo cho biết để theo. Thiên Chúa lòng lành vô cùng sẽ cho đem từ hỏa ngục lên thiên đàng tất cả ông bà, cha mẹ, tổ tiên của những người Việt Nam theo đạo Gia Tô La Mã. Cứ cho họ lên thiên đàng hết, đã không mất gì hết mà chỉ có lợi thôi. Những người Việt Nam theo đạo Gia Tô không còn bị chê cười là ích kỷ chỉ vì nghĩ đến chạy thoát thân lấy một mình, bỏ mặc ông bà, cha mẹ, tổ tiên dưới hỏa ngục. Tuy rằng Tòa Thánh đã cho phép tín đồ được phép thờ cúng tổ tiên, nhưng thờ cúng những người đang bị thiêu đốt đời đời trong hỏa ngục thì có ích gì? Thiên Chúa có dạy: trả cho các sơ cái gì của các sơ, vậy kính xin Ngài trả lại đất của chùa cho chùa. Những tín đồ của Ngài lớn tiếng sỉ vả những người mà họ xuyên tạc chụp mũ thân cộng. Nhưng họ nghĩ gì khi chính Ngài cũng muốn thân thiện với Việt Cộng để không bị kết tội vô lệ với Đức Thánh Cha? Dù chỉ là vô tình, họ có thể tìm cách bào chữa bảo rằng Ngài không thân cộng
chỉ muốn làm ra vẻ thân để được việc cộng mời mà thôi. Lập luận này xét ra hoàn toàn không ổn. À, gián tiếp tố cáo ngài không đáng tin cậy, chỉ muốn lợi dụng lòng tin của việc cộng để tìm cách lật đổ họ như ngài đã làm ở Ba Lan. B, nghĩ rằng việc cộng ngu dốt có thể lừa gạt được, chỉ những người mà trình độ thông minh y như thế mới nghĩ như thế. Kính thưa Đức Thánh Cha, lừa gạt việc cộng không phải dễ, vậy kính xin ngài phải nên hết sức thận trọng để không bị bất ngờ như ở Nicaragua. Duyên ngài góp công lật đổ cộng sản Ba Lan đã đi vào lịch sử. Trong bài Holy Island, Liên Minh Thánh, tờ Time số ra ngày 24 tháng 2 năm 1992, đã kể với rất nhiều chi tiết các linh mục của ngài ở Ba Lan đã bí mật liên lạc với ngài và chuyển những tin tức về nội tình Ba Lan về Vatican ra sao. Ngài đã sắp đặt kế hoạch lật đổ chính phủ cộng sản Ba Lan như thế nào. Với những tin tức bí mật đó, Tổng thống Ronald Reagan và cơ quan tình báo CIA đã giúp đỡ những gì cho Vatican, nên cuối cùng chính phủ cộng sản Ba Lan đã bị lật đổ. Cái công lật đổ cộng sản của ngài rất lớn, cả thế giới đều biết. Thế cho nên nhiều người không thể hiểu tại sao trước những sự thật hiển nhiên đó, ngài lại có thể đính chính không có liên hệ bí mật với đoàn kết. Báo The Register ra ngày thứ năm 20 tháng 2 năm 1992 loan tin giáo hoàng đính chính không có liên hệ bí mật với đoàn kết. Họ đã bị bất ngờ, có lẽ tại họ yên chí rằng Đức Thánh Cha là một tấm gương đạo đức lương thiện cho nhân loại soi vào, chứ có đâu lại là một nhà chính trị tài giỏi. Ngài đã đính chính vì có lẽ ngài tưởng rằng với sự đính chính ấy, những ước nước cộng sản khác, trong đó có Việt Nam, Việt Cộng, sẽ không đề phòng và ngài có thể tiếp tục bí mật âm mưu lật đổ họ. Ngài cũng đã phong thánh cho 117 người mà đa số là Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, với dụng ý khuyến khích những người Việt Nam kém văn hóa để họ đi giết và bị giết để mở mang nước Vatican. Họ có thể hăng say đi giết, nghĩ rằng nếu bị giết vì Chúa thì sẽ được giáo hoàng phong thánh cho. Ngài quả thật là một nhà tâm lý đại tài. Nhưng dù có hăng say tới đâu, họ cũng không lật đổ được Việt Cộng. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có mỗi một cách là cầu nguyện ơn trên. Nếu ngài sám hối xin lỗi dân Việt Nam để tôn giáo hòa hợp, ơn trên có thể phù hộ cho ngài. Và với sự hỗ trợ của các tôn giáo bạn, Việt Cộng phải bị lật đổ. Rồi một người như Ngô Đình Diệm lại được bầu lên làm tổng thống, và trong vòng 20 năm Việt Nam sẽ được gia tô hóa. Lời tiên đoán của ngài, tương lai giáo hội nằm ở Á Châu sẽ trở thành sự thật. Các tôn giáo bạn dù đã bị khốn khổ vì sự thống trị của đen, cũng không thể, cũng không ủng hộ ngài để lật đổ đỏ. Với ảo vọng đen ít ác hơn đỏ. Trân trọng, Trần Văn Kha. Thì các bạn tôn giáo Gia Tô hay là Kitô, Kitô, nếu có nghe được bài này thì nên khăn gói và cùng đồng bọn rủ cha, linh mục, giám mục gì đó đi về hết ở bên Vatican đi, cho đất nước Việt Nam nó rộng hơn, để nhà thờ làm những nơi nuôi trẻ mồ côi, nhà thờ làm những nơi trồng rau sạch để ăn cho nó có ích hơn ở xã hội Việt Nam này. Cầu mong, cầu nguyện thì những nhà thờ trên đất nước Việt Nam này đều bốc hơi và những con chiên lần lần tiêu rụi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.